Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Tiếp tục thể theo những yêu cầu của các bạn thì đôi giày mình làm ngày hôm nay là một đôi giày mà đã có rất nhiều các comment đề nghị mình làm trên kênh từ trước đó mà mãi hôm nay mình mới mượn được. Đây là một đôi giày tới từ một thương hiệu Anh Quốc, đó là Reebok. Và đây là đôi Reebok Insta Pump Fury. Đó. Về vỏ hộp của cái đôi giày này thì nó sẽ có dòng chữ bên trên đó là Pump It Up, tức là thổi nó lên. Và đại loại là như vậy. Pump là thổi ấy. Thì đây là một cái đôi giày có thể nói là nó rất nổi tiếng và cũng có thể nói luôn thì đây là một trong những đôi giày classic tới từ Reebok mà nó là một trong những biểu tượng bất diệt của cái thương hiệu giày này. Chúng ta hình dung rằng Reebok là một thương hiệu rất là lâu đời rồi, nhưng mà họ không phải lúc nào cũng có nhiều sản phẩm nổi bật. Trong số đó thì cái sản phẩm đó Insta Pump Fury này là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của họ. Các bạn hình dung là chúng ta là một người thợ xây nhà chẳng hạn, chúng ta xây cả tỷ các thể loại nhà khác nhau, từ công trình lớn đến công trình bé, từ công trình phụ đến công trình chính. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần xây một cái công trình nào đó hết sức đặc biệt, ví dụ như xây lăng tẩm đền đài gì chẳng hạn, thì ai cũng biết đến chúng ta. Và đây là một trong những sản phẩm mà rất đặc biệt tới từ Reebok. Thì trong những cái năm mà cái đôi giày này nó được ra mắt ấy, thì có rất nhiều những luồng ý kiến trái chiều. Có người thì thấy nó đẹp, có người thì thấy nó xấu. Và nói gì thì nói, phải có một cái thừa nhận đó là đôi giày này là một trong những đôi giày có thể luôn được xếp vào cái danh sách là những đôi giày, một trong những đôi giày xấu nhất thế giới, kể cả thời điểm nó ra mắt cho đến tận bây giờ. Thì đấy cũng là một cái hay. Tại vì mình không nhớ là ông nào, đại loại là một lãnh đạo nào đó của Reebok có nói rằng là 100 người khi mà nhìn vào đôi Insta Pump Fury này thì 5 người, 50 người thích, còn 50 người còn lại thì ghét. Nhưng mà cả 100 người đó đều chú ý vào đôi giày này thì đó là một thành công của nó rồi. Thì đại loại là như vậy. Cái đôi Insta Pump Fury của mình đang cầm ngày hôm nay thì nó sẽ có một phối màu bên trên phần upper đó là màu xanh navy, kiểu xanh biển đậm, kiểu kiểu như vậy. Bên dưới thì phần đế midsole màu trắng và đế ngoài thì nó cũng màu xanh navy đó luôn. Đôi giày này thì mình mượn tại các bạn ở The Fire Monkey. Thì shop các bạn ấy hiện tại chỉ có cái mẫu màu này thôi, thì mình mới chỉ mượn được cái màu này thôi. Màu này thì rất là rẻ, không hiểu sao rẻ thế. Giá chỉ có 1.950.000. Không hiểu sao rẻ như thế. Thì đây là một trong những đôi giày mà làm nên tên tuổi sớm cho Reebok và nó trở thành một cái biểu tượng. Có rất nhiều những bản collab chất lượng của Reebok, Insta Pump Fury với những thương hiệu hàng đầu trên thế giới và nó cũng rất được yêu thích. Thì nói vậy chứ bản thân mình không thích mẫu giày này. Có rất nhiều các bạn bạn thích và các bạn quá bị ám ảnh bởi những người nổi tiếng và những đôi giày đắt tiền, những đôi giày này collab đắt tiền. Các bạn cho rằng là Reebok chỉ có mẫu giày này và chỉ có mẫu giày này là đáng chú ý mà quên hết tất cả các mẫu khác. Nhưng đối với mình mà nói thì mẫu giày này không thuộc gu của mình. Cùng là cái bộ đế dạng móng ngựa chia đôi như này ấy, thì mình sẽ recommend nhiều hơn cái mẫu ngày hôm trước mình có làm, cái mẫu gần đây mới ra mắt đó là Reebok Soul Fury, là cái mẫu mà nó cực kỳ hiện đại, công nghệ cao và đi on fit đẹp hơn thế này nhiều. Thực ra ấy, đối với mình ấy, quan điểm của mình mà nói ấy, thì đến bây giờ người ta có khen cái mẫu giày này ấy, thì mình vẫn cho rằng nó thuộc cái dạng kiểu như là ăn mày dĩ vãng thôi. Chứ đến bây giờ có rất nhiều mẫu nó đẹp hơn thế này nhiều rồi. Và đơn giản thôi là người anh em của nó, đó là cái mẫu Soul Fury hoặc là cái mẫu Insta Pump gì Supreme mình không nhớ lắm. Mình thấy thiết kế đẹp hơn này nhiều mà hiệu năng nó tốt hơn. Chứ còn đôi này ấy, công nghệ mặc dù là công nghệ Pump, nói gì nói công nghệ Pump này nó cũng lâu rồi và nó cũng chẳng có gì đặc biệt tính ở thời điểm hiện tại này cả. Và kể cả là cái phần bộ đế cao dày hay là phá cách như nào nữa, bây giờ rất nhiều cái đôi khác nó còn cao dày và phá cách hơn. Đấy, thì bây giờ mình cũng sẽ cho bạn xem là cái đôi giày này nó có gì đặc biệt. Thì cũng như mình đã mô tả ấy, đây là một cái đôi giày nó có công nghệ Pump. Pump có nghĩa là thổi lên ấy. Thì có một cái miếng tag ở đây, đại loại giới thiệu đây là công nghệ được giới thiệu vào năm 1989 và nó sẽ giúp cho đôi giày nó sẽ fit chân một cách túy túy là như nào. Có những người mà không phải hai chân của họ bằng nhau, có chân to hơn, có chân bé hơn, do vậy là họ sẽ thường thường thử giày ở chân to hơn. Ví dụ như chân phải mình to hơn chân trái, mình sẽ thử giày ở chân phải để rồi chân trái đi bị rộng chút thì không sao, chẳng sao cả. Nhưng mà nếu mà mình thử chân trái thì chân phải đi sẽ bị chật và như thế thì không đi được. Đôi giày này là sinh ra dành cho những người kiểu như vậy. Tại vì nó có thể giúp cho là, ví dụ như một bên rộng, một bên vừa ấy, thì nó có thể giúp cho cả hai bên đều vừa bằng cách là thít chặt một bên vào. Để thít bằng cách nào? Thì nó có một hệ thống bơm hơi. Bơm hơi ở đây có nghĩa là nó sẽ bơm đầy vào những cái rãnh ở phía bên ngoài giày này.
Các bạn hình dung là bây giờ nhìn đôi giày nó đơn giản như thế này thôi. Sau khi bơm vào ấy, thì nó lằn lên những đường để nó ép chặt chân của chúng ta vào. Cái thời điểm mà mình mới biết đến đôi giày này thì trên mạng rất nhiều người nói là đôi giày này nó fit chân ảo lắm. Có thể fit hơn kém nhau đến mấy size cũng được, chém gió hết, không có chuyện đó được. Đôi giày này là một đôi giày hết sức bình thường. Hết sức bình thường nếu không muốn nói là mình nghĩ là phải cộng size đối với đôi giày này. Các bạn hình dung nhá, bình thường là mình đi 26cm tương đương với 40,5 của Reebok. Thế nhưng đôi giày này mình nghĩ là mình phải đi 41. Tại vì xỏ chân vào đôi giày này rất khó. Nó là một cái công nghệ bên trên không có vải dệt, không có giãn một chút nào. Các bạn nhìn cái cổ này, cái phần collar này, đút chân vào rất khó, đút vào nó đã chật sẵn đối với lại việc đi đúng size 26cm trên đôi giày này rồi. Cho nên là mình nghĩ là mình cần phải cộng thêm nửa size để mà sau này có muốn đi rộng một chút, để mà nếu mà có muốn chật hơn ấy, thì cái hệ thống túi khí này nó giúp cho mình là nó fit chân hơn, như thế là hợp lý hơn. Như vậy thì đôi giày này chẳng có gì mà fit ảo ở đây cả. Bình thường về việc chọn size mình sẽ nói luôn, đó là các bạn đi Adidas hay Nike là 41, thì nếu mà đi Pamfuri này cũng nên chọn 41 luôn, kiểu như vậy, thế là hợp lý. Đấy là những người chân bình thường nhá. Còn chân bè múp thì mình nghĩ là phải cộng thêm nhiều hơn như thế đó. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn để cho các bạn xem về cái hệ thống bơm của nó và các thứ mà đôi giày này nó có. Thì thực ra là mô tả cho biết vậy thôi, chứ cái cảm giác, có nghĩa là cái hiệu năng cuối cùng mà chân cảm nhận được ấy, thì mình đánh giá là cũng không cao lắm, đại loại là như vậy. Và cảm ơn The Fire Monkey đã cho mình mượn đôi này để gửi tới các bạn cái công nghệ của những năm 89 tính đến bây giờ nó sẽ như thế nào, và link sản phẩm sẽ có dưới phần mô tả. Bây giờ thì mình sẽ quay vào gần hơn. Và đây chính là hộp giày của chúng ta. Đây là dòng chữ Pump It Up, và cái nắp bên trên nó sẽ như thế này. Nắp bên trên này thì nó sẽ có một cái hình, này là hình cái quả bóng ngày trước nó được bơm hơi bằng công nghệ này, Reebok Custom Fit đó. Về thông tin của giày thì chúng ta sẽ có tên, đó là Insta Pump Fury Tech, size 8 Mỹ, 7 Anh và 40,5 euro, 26cm chân. Như mình nói thì đôi này mình không nên đi đúng size 26, mà mình nên đi cộng thêm nửa size, đó là 41 chứ không phải 40,5. Như mình đã nói ở ngay bên trên rồi, đó là các bạn đi Adidas, Nike size euro là 4 mấy, 3 mấy thì đôi này cũng vậy, nên đi như thế. Đôi này vẫn thuộc dòng classic chứ không phải là dòng thể thao, made in China, và mã là AR0624 đó. Ok, bây giờ mở bên trong thì chúng ta sẽ có hai dây gói, mỗi dây gói nó bọc trong một chiếc giày kiểu như vậy. Bây giờ mình sẽ bóc một cái ra đã. Dây gói có dòng chữ Reebok đó, và như bạn thấy thì đây là cái nhìn cận cảnh vào đôi Insta Pump Fury màu xanh navy này. Đó là công nhận là đôi giày này nó to thật, đế nó dày và nó cắt đúng một khúc ở giữa luôn. Có thể nói đây là một trong những đôi giày, hình như là đôi giày đầu tiên thật, một trong những đôi giày đầu tiên mà nó cắt một cái đường cắt táo bạo ở chính giữa cái phần đế như thế này. Đây là chiếc bên chân phải với rất nhiều những loại tem tag tới từ, đây là thị trường Hàn Quốc. Và có một cái, đây có một cái miếng như mình nói thì nó là một quả bóng được bơm cái công nghệ này ấy. Thì ở đây là biểu tượng quả bóng thôi nhé, chứ không phải đây là quả bóng thật. Và những cái dòng chữ ban nãy mình đã đọc cho các bạn xem rồi. Chúng ta thấy rằng cái thiết kế của đôi giày này có thể nói là nó không giống những đôi giày bình thường một chút nào. Mặc dù nó là đôi giày thuộc cái dòng classic của Reebok. Classic gì mà nó nhìn nó cứ phá cách kiểu gì, nó không bình thường lắm. Đương nhiên là bây giờ người ta không ngại sự phá cách, nhưng mà những năm sớm thì mình nghĩ là phá cách quá cũng là một cái điểm trừ, tại vì không phải ai cũng muốn phá cách. Đây là một cái đôi giày mà đầu tiên cần phải nói về bộ đế đã. Chúng ta có những cái họa tiết hình tổ ong, hình lục giác đều như thế này. Và chính giữa này thì nó bị khoét cả một mảng to tướng, to đúng cách mạng như này luôn. Khoảng ở giữa này chính là một cái miếng carbon rất cứng, để tránh cho cái việc là chúng ta, ví dụ không có miếng cứng ở giữa này ấy, thì cái đế, cái phần giữa này nó mềm ngoặt, chẳng nhẽ chúng ta bẻ một phát mà nó lộn từ đây chạm vào đến đây được thì không ổn lắm. Và miếng cứng này để giữ cho, đây là một cái khung, giữ cho chân không bị lật hay là kiểu bị bẻ giữa, kiểu như vậy. Còn đây là hai cái miếng như mình nói thì thiết kế dạng móng ngựa ấy. Đây, các bạn nhìn cái này giống móng ngựa không? Và những cái họa tiết ở dưới đế thì nó như thế này. Và nhìn họa tiết dưới đế thì khá là đẹp đấy, kiểu như là mũi tên các thứ vậy, nhìn cũng được. Còn nhìn từ bên hông sang thì nó nhìn đúng là nó hơi phá cách thật. Thì đây, nó cũng có những mảng cắt gọt rất là táo bạo. Bên này cũng thế. Bên này nhìn sang chúng ta còn một vài cái lỗ nữa cơ. Lỗ không chỉ có ở đế mà nó có cả phần upper. Lỗ này thò tay vào đây. Thấy không? Lỗ đây nữa này. Đó, bên này y vậy luôn, hai cái lỗ như vậy. Lỗ, lại lỗ tiếp. Đó. Nhìn một chút về cái phần gót này của nó thì chúng ta thấy được là cái logo Reebok thêu bên trên cái nền vải, và đằng này của nó khoét một phát, có một cái miếng nhựa TPU đằng sau này để giữ cái gót chân sau.
và sẽ có một cái phần vật liệu đó là da lộn, đúng có một tí da lộn ở phần đầu này luôn, cũng màu xanh navy, hơi nhạt nhạt một tí giống màu xanh thanh thiên đấy, có một tí da lộn thôi, còn lại là những chất liệu khác. Chất liệu thì nó cũng có ghi ở đây luôn, đó là Dyneema. Thì đây là một chất liệu, nó như là một cái loại chất liệu vải dệt, nhưng mà cái vải dệt này có độ bền rất cao, nó nhẹ hơn nước nhưng mà nó lại cứng, không phải cứng mà nó là độ bền nó còn hơn cả sắt thép. Thì những cái này thường được sử dụng để làm áo chống đạn này, làm đồ bảo hộ đi mô tô này. Bình thường đi mô tô người ta hay mặc giáp ấy, thì những đồ xịn ấy thì nó làm bằng chất liệu này, tại vì nó mài mòn, nó chịu mài mòn rất là tốt. Thì mình không thực sự rõ rằng là nó sẽ là bộ phận nào trên đôi giày này, nhưng mình đoán nó là phần này, nó phần này này. Nếu mà nhìn kỹ ra thì nó sẽ là những cái ô sọc, mình đoán nó là phần này. Như vậy thì độ bền của cái đôi giày này sẽ rất là tốt, tại vì nó làm từ vật liệu đó. Mình không hiểu lắm về cái việc là tại sao họ làm vật liệu đấy ở trên một đôi giày thuộc dạng đi bình thường như thế này. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái logo Reebok nữa, và đây là phần chun ở giữa. Chun. Các đặc điểm chúng ta cần nói đến đó là hệ thống bơm khí ở trên đôi giày này. Thì nó bơm vào đâu? Các bạn hình dung ở đây là những cái đường lằn này, những đường lằn này nó bơm vào đây chứ bơm đâu nữa. Đây nó bơm vào những chỗ này. Sau khi nó bơm lên ấy, thì những chỗ này nó không kiểu như này đâu mà nó sẽ phồng lên. Đây những chỗ này này. Nhìn bình thường hơi phồng thế thôi, nhưng mà đây là còn chưa được bơm khí đâu. Lát mình bơm thì bạn mới thấy đây những chỗ này nó sẽ bơm đầy khí lên. Bơm vào như vậy thì nó sẽ ép chân vào, nó giống như việc là chúng ta buộc dây thắt chặt dây giày vào ấy. Đôi này không có dây giày nhưng mà khi mà nó ép cái này vào ấy, thì nó sẽ fit chân chúng ta vừa hơn. Thì đây là cái nút để chúng ta bơm. Instapump có một cái lỗ rất nhỏ đấy, các bạn để ý có một lỗ nhỏ nhỏ đây này. Một cái lỗ đó, đó, cái lỗ này thì để dành cái không khí nó đi vào. Thì bơm một cách nào, các bạn nhìn nhé, mình bơm nhé. Thì chúng ta sẽ ấn tay vào. Tay này nên để trong để tạo cái điểm tựa. Có tay 1 hay 2 ngón để trong để tạo điểm tựa, còn cái ngón bên ngoài này thì ấn xuống thôi. Ấn mạnh vào, cứ ấn thật lực vào. Cứ ấn vào, ấn một lúc cái là nó tự đầy mà, nó tự bơm lên đấy mà. Cứ ấn thôi. Và các bạn để ý nhá, những cái rãnh đó dần dần nó phồng lên rồi. Nó phồng lên cả một quãng luôn. Đến một lúc nào đó cảm thấy phồng hết cỡ rồi thì thôi, không bấm nữa, hoặc là cảm thấy khi nào mà nó bắt đầu chặt chân vừa đủ rồi thì không bấm nữa. Đó như các bạn thấy. Gần guốc ghê như là nổi gân lên vậy. Đó. Chỗ này là khí đây. Mình không hiểu là cái vải này nó là vải kiểu gì, kiểu vải dù ấy mà nó giữ được không khí bên trong này. Đó, gân guốc lên như này và ép vào chân khá là kinh. Nhìn gân không? Đó, nhìn rất là gân guốc. Và cái van này nó như là một cái van chữ Y ấy. Nó giống như là các công cụ bắt cá ngày xưa, như đăng đó, có nghĩa là cá đi vào được nhưng mà không đi ra được. Đại loại là như vậy. Và cái này cũng thế thôi, chúng ta bơm khí vào thì nó sẽ không đi ra ở chiều này được. Chúng ta cứ bơm vào, chúng ta ấn vào. Ấn vào nhé, thì sau khi nhả ra nó sẽ hút khí vào lỗ này. Ấn vào nhả ra nó sẽ hút khí vào lỗ này. Đó, cứ như vậy thôi, nhưng mà khí nó không đẩy ra ngoài được, nó chỉ hút vào thôi. Vậy thì nếu mà bị chật quá thì chúng ta làm như nào? Chẳng nhẽ lại cầm cái kim chọc ở đây cho xì? Không phải, mà chúng ta có một hệ thống xả khí ở ngay bên cạnh này. Cái này chính là cái để chúng ta xả bớt để cho chân nó đỡ bị áp lực hơn, hoặc là đôi khi là lúc cởi giày ra thấy chật quá thì xả đi để cởi chẳng hạn. Ví dụ vậy. Vậy xả như nào? Chúng ta chỉ bấm một phát ở đây thôi. Bấm vào cái này thì nó xả hết. Nhìn nhá. Đó, nó kêu xì một phát, xì như xì hơi. Và đây, tất cả trở về vị trí ban đầu như chưa hề có cuộc chia ly luôn. Đấy, lưỡi gà thì dày, nhưng mà như mình nói, cái cổ này nó rất là không gian, nó rất là hẹp để mà xỏ chân vào, cho nên là đi chu sai thì sẽ hơi khó đấy, nó sẽ chật đấy, và nhất là khi bơm lên nó còn chật nữa. Và đó là cái cách hoạt động của cái hệ thống bơm khí này. Đôi bên kia, nhầm, trước bên kia thì nó cũng như vậy luôn. Cái lót ấy, cái lót dày thì nó sẽ như thế này. Mình sẽ lột ra cho bạn xem. Đây, lót dày có vẻ khá tốt. Lót dày sẽ có cái biểu tượng của bóng pump, chữ Puri Reebok, và bên dưới như thế này, khá là êm phết nhé. Thấy không? Chúng ta dùng cái lót dài này để vào những đôi giày khác cũng được, êm phết. Đó, như vậy là tất cả những gì về đôi giày này nó cũng chỉ có thế. Cái đặc biệt nhất của nó là đến từ hệ thống bơm này. Và hệ thống bơm này mà hỏng thì không biết là phải sửa như nào, chắc là bỏ đi thôi chứ làm gì được nữa, đúng không? Và chúng ta thích thì bơm lên. Tức là ví dụ như bình thường đi chiếc bên trái này nó vừa rồi chẳng hạn, thì bơm nhẹ nhẹ thôi một tí cho có cũng được, hoặc không bơm cũng được. Nhưng chiếc bên phải không ai bị rộng tại vì chân phải bé hơn, ví dụ vậy thôi, thì chúng ta bắt đầu bơm lên một tí để cho nó phù hợp hơn với lại cái mức độ fit của trên bên phải, thì nó sẽ cho cảm giác đi tốt hơn. Đại loại là như vậy. Đó, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi nó trên chân cho các bạn cùng xem. Một đôi giày móng ngựa.